Xin chào quý vị và các bạn. Trong trưa chiều nay, Bắc Bộ tiếp tục nắng ráo, ấm áp với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng từ 25 cho đến 28 độ. Riêng một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ có thể cao hơn từ 1 cho đến 2 độ. Thời tiết nắng ráo ít mưa tại Bắc Bộ kéo dài trong nhiều ngày tới, thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân. Với thủ đô Hà Nội, sáng sớm nay có sương mù nhẹ, nhưng sau 9 giờ sáng trời có nắng, sương tan nhanh và nhiệt độ tăng lên mức từ 27 cho đến 28 độ vào trưa chiều. Đến tối giảm về dưới mức 23 độ, trời se lạnh. Các tỉnh thành miền Trung trong trưa chiều nay cũng giảm mưa nhanh, trời nắng trở lại, chỉ còn nhiều mây ở khu vực Trung Trung Bộ. Nhiệt độ theo đó nhích nhẹ lên mức 25 cho đến 28 độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế và từ 28 cho đến 31 độ, có nơi 32 độ ở khu vực phía Nam đèo Hải Vân. Với thành phố Đà Nẵng, trời còn nhiều mây và có mưa rải rác, tập trung nhiều trong chiều tối và đêm nay. Tuy nhiên lượng mưa giảm nhanh so với thời gian qua. Do trời còn nhiều mây nên nhiệt độ ngày đêm đều ở dưới mức 28 độ, trời dịu mát. Phải từ ngày mai khi mưa giảm thì nhiệt độ mới tăng nhanh trở lại. Còn khu vực phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phía Nam nên mưa còn diễn ra nhiều nơi ở Nam Bộ. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 30 cho đến 50mm, có nơi trên 70mm trong chiều tối nay. Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Còn vùng cao Tây Nguyên, mưa chỉ diễn ra rải rác ở các tỉnh phía Nam khu vực. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong chiều tối nay, tiếp tục xảy ra mưa, mưa rào, dễ kèm theo tố lốc và gió giật trong cơn dông, nên người dân chú ý đề phòng. Còn vào trưa chiều, trời còn nắng nhưng không quá gay gắt, với nhiệt độ ban trưa khoảng 32 độ, dự báo những cơn mưa rào vẫn còn lặp lại vào chiều tối trong 1-2 ngày tới, sau sẽ có xu hướng tạm giảm.